Nữ hiệp Thỏ Trắng bị nhóm đàn em của Hoàng Nam bao vây tấn công nhằm trừng trị cho hành động ngáng ngược của bọn chúng. Rất may Ngân Khánh đã xuất hiện kịp thời để giải vây. Anh Thư vô cùng lo lắng trước giờ kiểm tra, không phải vì chưa chuẩn bị cho bài thi, mà bởi vì cô gái đã thỏa thuận sẽ chỉ bài cho Ngân Khánh với mong muốn mua được chiếc máy nghe nhạc mới. Thế nhưng điều cô không ngờ tới là Ngân Khánh không phải người duy nhất được chỉ bài. Liệu rằng phi vụ của hai người có thành công trót lọt? Mời các bạn đón xem bộ phim Biết Đôi Công Lý tập 4. Chuyện trường này lúc nào cũng có cảm giác có người theo dõi ở trên á. À, xíu nữa ông lên lớp phụ tôi bưng cái đống bài tập về nhà nộp cho cô ấy nha. Ừ, ok. Ủa, cái gì vậy? À, tin nhắn tổng đài mà. Bà đứng đây bà chờ chút đi. Tao đợi mày. Khánh, đang làm cái gì vậy? Thì tôi đang gọi viện binh nè, đợi chút. Sao vậy? À, tự nhiên cái tôi thấy đau bụng quá. Chắc là tôi phải đi vệ sinh rồi. Bây giờ bà lên lớp của bà, đợi tôi chút. Tôi đi vệ sinh xong, tôi chạy lên liền. Nha, đợi tôi chút nha. Ủa cái gì vậy? Ủa, bà đứng đây chi vậy? Thì tôi đứng đây tôi đợi ông, chứ giờ đi trước cũng đi một mình. Mà ông đi vệ sinh không chưa? Tôi đi xong rồi mà tự nhiên tôi đau lại rồi. Sao? Đau? Lâu quá rồi nha. Trời ơi, cái ông Minh Long này sao không tới? Hay là bây giờ bà cứ lên lớp trước đi. Tôi đi vệ sinh xong tôi lên sau. Thì ông đi vô đi, xong rồi mình đi. Mà tôi đi lâu lắm. Bà lên trước đi. Ông nhắm ông đi lâu là nhiêu phút, sức người có hạn chứ bộ. Mà thôi, lẹ đi, nó ra tới bây giờ. Trời, nhanh lên. Thôi được rồi, tôi hết đau rồi. Bây giờ tôi với bà lên lớp trước, rồi lát tôi đi sau. Cái gì mới đau, bây giờ hết đau? Không lạ lắm nha. Bộ không gì giấu tôi đúng không? Đâu có gì đâu. Thôi đi lẹ đi, tôi còn đi nữa. Đi đi. Là sao? À, mấy bà làm gì vậy? Cái này là H2SO4, hay còn gọi là axit sulfuric tôi tự pha đó. Nó đem axit theo kìa. Kéo axit cặp luôn á. Axit cái gì chứ? Tao thấy đâu có khác gì chai nước thường đâu. Tụi nó xạo đó, đánh cho nó đi. Tôi không có xạo đâu. Axit này chỉ cần một giọt lên mặt của bà thôi á, là da mặt của bà sẽ bị bào mòn, thủng xương, thủng tủy luôn á. Vậy vậy vậy, làm như giọt hóa học vậy á, giảm bại vô tao hả? Bà không tin hả? Thử đi. Mấy bà không tin, bà cho mỗi người một giọt cho tôi. Ê, da mặt mà có dày tới đâu á hả, một giọt đi thì nó hả cũng vô tới tận xương. Lúc đó khỏi đánh son, không còn đánh phấn, không còn trang điểm luôn, cũng không có người yêu luôn, chùa mở cửa ế cả đời luôn. Dám không? Ê, sao? Nào vô. Dám không? Coi như tụi mày hên đi. Tao tha cho mày lần này. Coi chừng tao đó. Đi. Cái gì vậy? Trời ơi, sao bổ axit? Không có phải axit. Chai nước suối tôi mang theo á, mà tại tôi ghi vậy để phòng hờ trường hợp như thế này nè. Ủa, bà tính tha vậy luôn? Không có cái này là chết rồi đó, thấy chưa? Thì không có là chết thiệt á. Mà nói nghe nè, cô nói trước nha,
Bà mà lừa Hoàng Châu nha, Hoàng Châu mà nó biết đi không còn cái răng cháo đâu. Chứ bây giờ bà nghĩ sao? Chả lẽ là đứng im cho tụi nó lại đánh mình hả? Mà cũng bà đó, chính bà là người gây ra rắc rối á. Bà còn lừa tôi nữa. Bà chưa giải thích cho tôi cái chuyện mà hả? Tại sao tôi chỉ bài cho một mình bà, rồi cuối cùng là thành nguyên một lớp vậy hả? Thôi đừng có nói lừa, nói vậy nghe nặng nề quá à. Thì bà biết tôi á, tôi muốn có qua thì có lại thôi. Dạo này bài tập trong lớp thì nhiều, thi cử rồi mấy bạn trong lớp cũng đâu có ai theo kịp đâu. Mà không lẽ bà cố gắng học hành các thứ rồi chỉ bài tôi không công? Tôi cũng nghĩ cho bà với bộ. Nhưng mà đó phải lý do để bà lừa tôi. Đã nói là không phải là lừa. Cái tiền mà mấy người đó đưa cho tôi á, tôi cũng đưa cho bà mua máy nghe nhạc chứ bộ. Tôi mà lừa hả, tôi đưa cho bà mua máy nghe nhạc làm gì? Thôi xin lỗi, thì tại tôi sai, tôi không nói với bà. Sau này tôi làm gì thì tôi liên quan tới bà tôi sẽ nói, bà đừng có giận. Ừ, tôi không có giận bà. Nhưng mà sau này bà đừng có làm vậy với tôi nữa nha. Ờ, tôi biết rồi. Tôi đi trước á. Anh Thư, tôi định hỏi bà là bà có muốn gia nhập nhóm chính nghĩa của tụi tôi không? Nhóm chính nghĩa hả? Bà đang nói gì vậy? À, thật ra thì tôi đang muốn lập ra một cái nhóm để có thể binh vực kẻ yếu hoặc là giải quyết những chuyện rắc rối trong trường mình nè. Nhóm thì có tôi với ông Minh Long rồi. Tôi nghĩ là bà rất phù hợp với nhóm tụi tôi á. Tại vì bà vừa học giỏi, vừa thông minh mà kiến thức sâu rộng nữa. Mấy cái đó thì tôi với ông Minh Long không có. Không được đâu. Tôi sợ lắm, tại vì tôi nhút nhát lắm. Nhưng mà giúp người khác cũng là rèn luyện bản thân mà. Bà chưa thử sao biết được, đúng không? Thôi, có gì tôi trả lời bà sau nha. Cũng được, nhớ trả lời tôi sớm nha. Tôi đi á. Bye bye. Ủa Nguyên Khánh, bà có bị làm sao không? Bộ tụi nó bóp cổ bà hả? Ừ. Hả? Có sao không vậy? Có, sắp chết rồi. Hay quá à. Có ông bắt tôi đợi dài cổ thì có đó. Nãy giờ làm cái gì vậy? Bấm bút liệt luôn nè. Tôi xin lỗi nha. Tại vì bà Trang á, cứ kè kè đi theo tôi, làm tôi không có đi đâu được hết á. Phải phụ bả khiêng một đống tập lên phòng giáo viên rồi mới đi được. Hay quá à. Lỡ hả? Tôi chết luôn rồi sao? Đừng có nói vậy mà. Có kẹo cho cục coi. Một cục thôi. Keo kiệt. Mà nè, tôi xin lỗi bà thiệt nha. Hồi nãy tôi kẹt thiệt á. Tôi không cần biết. Sau này có kẹt ở cái chỗ nào thì cũng phải ráng chui ra. Mạng người mà làm như là trò chơi á. Tôi biết rồi. Xin lỗi bà nhiều nha. Xin lỗi hoài. Lo giải quyết chuyện bà Trang đi. Sau này mà lỡ có chuyện gì mà bà Trang có xuất hiện một cái kè kè theo ông, làm ăn được cái gì? Đi về. Bực mình. Có phải lần cuối cùng mẹ nhìn thấy cái bóp là vào lúc 9 giờ sáng nay đúng không? Đúng là như thế cơ mà. Sáng nay lúc dì Lan đi lại đi chợ, mẹ đã lấy bóp ra đưa tiền cho dì, mẹ nhớ rất là rõ. Cái nhà này này, lúc nào cũng sạch sẽ. Mà sạch sẽ thì lấy đâu ra bụi? Mà nếu không có bụi thì làm gì có dấu vân tay để mà con kiếm ra cơ chứ? Vậy bây giờ sao con? Không lẽ con bó tay sao? Sáng tới giờ chỉ có ba mẹ nè, bà dì Lành, bà cu Bi thôi. Mấy người giúp việc các cô chú đâu có vào phòng này. Ừ, đúng rồi nhá. Ơ, này này, Nhân này. Cái
cái bình, cái bình bông nhà mình á, ai đặt sai chỗ thế? Con bê lại giúp mẹ nhá. Dạ vâng. Bình này mẹ. Đó đấy, đúng rồi. Được không con? À, sao dạ, thế? Dạ được, dạ được ạ. Bố mẹ à? Con phải nói thật với bố mẹ một điều này. Cái ca này nó khó quá. Nó khó đến nỗi nó khiến cho một thám tử đại tài như con mà còn phải bó tay. Làm sao thế nhở? Sao vậy con? Đấy là người ta nói thế thôi. Chứ thiện nhân thì cái gì chả sao. Trời thấy con của bố mẹ cơ mà. Con ăn là thông minh mà. Con đã chính thức tìm được manh mối của chiếc ví bố mẹ đang cần tìm. Ờ hay ngăn thế. Vậy nó ở đâu con? Theo như những suy luận của con ấy, thủ phạm chính là thằng Kubi. Ê, không thể. Có thể nào được, làm sao mà là thằng Kubi được? Mẹ, Kubi nó còn nhỏ. Nói cho em là nó đi về, nó không có mang cái không gì thể về nào cả. Là Kubi được. Không thể là Kubi đâu. Đúng con ạ. À, không thể như thế được. Thì con có bảo Kubi cầm cái gì về đâu. Mục đích của Kubi ấy không phải là trộm cắp, mà mục đích của Kubi là để trêu đùa mẹ đấy. À, thế đó. À. Ôi, chuyện này con nghĩ ra được đấy chứ không ai nghĩ được. Thông minh như con mới nghĩ ra được thôi. Mẹ quên mất là mẹ hay giấu đồ để cho Kubi đi tìm à? Thì có. Nên nhưng là mà sao nhỉ? Cái lập luận của con ấy, con phải suy nghĩ là Kubi sẽ giấu món đồ Kubi thích ở nơi mà Kubi muốn. Vậy vậy là ở đâu? Nơi mà Kubi giấu ấy chính là ở đây. Wow. Mẹ chưa tin con đúng không? Chưa. Hả? Con sẽ chứng minh cho bố mẹ tin. Đâu nào? Wow. Con bố giỏi quá. Con mình giỏi nhỉ? Giỏi. Giỏi nhất đấy. Thế sao con biết được hay thế? Mẹ mà biết con biết tại sao đúng không? Cất cái bình này đã. Con trai con nó giỏi thế. Con biết là con giỏi rồi. Nên là bố mẹ không bao giờ phải khen con đâu. Cái vấn đề quan trọng ấy là bố mẹ tin chưa? Bố mẹ tin con giỏi chưa? Tin. Con của mẹ là có cái đầu óc thiên tài. Và để mừng cho cái dịp mà đã tìm được cái bóp này, thì mẹ có sai gì lành là chuẩn bị cho gia đình ta một bữa ăn rất là thịnh soạn, còn kèm theo một cái món ăn mà con thích nhất nữa. Con nhớ không? Món con thích á? Là bánh kem bơ. Bánh kem bơ. Nhưng mà sao bố mẹ biết mà chuẩn bị? Thì mẹ con có linh cảm là hôm nay nhà mình có tin vui. Cho nên mẹ con chuẩn bị trước. Thôi mình đừng nói nhiều chuyện về cái đó đi. Mình ăn mừng đi. Thôi đừng nói nữa, đi ăn mừng đi con ạ. Mình ăn mừng đi. Đi. Ăn mừng. Thôi mà. Thì ăn mừng. Đúng rồi. Con bố giỏi quá. Là phải ăn mừng. Đúng là thiên tài. Phải ăn mừng. Ăn cửa nhiều nữa đấy. Ừ. Con em mà. Đi, con anh và con em. Con bố là giỏi nhất. Đau. Làm gì động tác mày chậm chạp quá vậy? Tao chậm cái gì? Tại mày nhanh thì có. Chú Sơn nói mày có năng khiếu nên tập nhanh hơn ta. Chứ tao người bình thường mà, đâu có so sánh được cao thủ học đường như mày. Cái thằng này mới chê có chút xíu mà khịa khịa hả? Mà có giỏi đó làm cái gì? Mẹ tao cũng đâu cho tao dùng đâu. Buồn vậy? Bởi vậy. Thôi, con đừng có buồn. Sở dĩ mẹ con làm như vậy á, tất cả chỉ là lo cho con thôi. Không có đâu, mẹ con chỉ lo lắng Thái quá thì có. Ừ. Con cũng lớn rồi, lại còn có vỏ nữa. Không Thái quá đâu con. Con phải hiểu, làm hiệp sĩ đường phố là một công việc hết sức nguy hiểm. Ngay chính ba con đó là một người tài giỏi, võ nghệ đầy mình mà vẫn phải bỏ mạng đó. Nhưng mà con vẫn muốn trở thành cảnh sát hoặc là hiệp sĩ đường phố giống như ba con vậy á. Con đừng lo, chú nghĩ sau này khi con lớn hơn, biết đâu lúc đó mẹ con thay đổi quyết định của mình thì sao. Thôi đừng buồn nữa ông thân. Bây giờ nè,
chú sẽ kể chuyện bắt cướp của chú với ba con cho hai đứa nghe. Thiệt vậy hả chú? Ừ. Thôi, con mê ba này lắm luôn á. Chú kể thì con muốn nghe quá. Rồi rồi rồi. Tụi con biết không? Cái bữa đó đó, chú với ba này nè đang chạy xe trên đường, nó thấy một thằng nó chạy chiếc xe mô tô phân khối lớn, tự nhiên nó tấp vô lề, nó giật sợi dây chuyền của con nhỏ đó, nó giọt chạy liền. Không, mà lúc đó tụi chú đi xe cà tàng không à? Đâu có xe giữ. Vậy mà ba của nó rồ ra vượt theo bám sát đối tượng luôn. Ông vừa chạy nha, mà chạy một tay á, ông móc cái mỏ lết lên túi đồ nghề á, ông khoan một cái, trúng ngay óc này ăn cướp á. Lão đảo nó té xuống. Cái chú với bàn này nhào tới tóm gọn luôn. Ôi, hay quá chú. Chú bà còn mà. Mày chú còn chuyện gì nó không kể tụi con nghe. Nhiều lắm. Đây nè, cái chuyện này mà mới ly kỳ nha, như trong phim vậy đó. Cái bữa đó đó, chú với bà nó đi tới cái ngã tư đó, mà trời đang mưa nha, mà tối thui à. Tụi nhiên nghe cái tiếng phụ nữ nó la hét trong bụi rậm. Cái chú với bà nó nhảy rồi liền. Trời ơi, thì ra là nãy giờ ngồi đây ngậm kẹo làm tôi chạy đi kiếm quá trời. Ông có biết không, kẹo á cũng là một cách để có thể cung cấp đường cho cơ thể đó. Một cái người mà suy nghĩ nhiều như tôi á, lúc nào cũng sẽ bị tụt đường, dễ bị say cả mặt mày lắm. Thành ra lúc nào tôi cũng phải ăn kẹo. Bà suy nghĩ cái gì á tôi không cần biết. Làm cái gì mà dạo này chuông điện thoại tôi rung quá chừng. Bà kiếm đâu ra nhiều người bị ăn hiếp vậy hả? Trời ơi, ông trách á là ông phải trách là tại sao an ninh của trường mình á hả lại lỏng lẻo như vậy, để cho cái bọn đầu gấu nó muốn làm gì thì làm. Ông thấy không, bây giờ ông chỉ cần suy nghĩ đi, ông chỉ cần dẹp hết cái bọn đầu gấu đó thì có phải là trường mình là im ắng, điện thoại ông sẽ không rung nữa, đúng không? Biết sao mà hả, tôi tìm được nhiều người bị hại vậy không? Tôi dùng một cái nick ảo, xong rồi tôi up lên fanpage của trường, xong rồi có nhiều người liên hệ, bởi vậy điện thoại ông mới rung hoài đó. Cũng hay ghê á. Ủa, mà sao dạo này tôi thấy bà hào hứng với chuyện giúp người quá vậy? Hồi trước bà đâu có vậy đâu. Thật ra là tại vì dạo này á tôi đi chơi với ông nhiều. Người ta có câu làm sao, gần mực thì đen mà gần đèn thì sáng. Ông á giống như là một cái ngọn đèn sáng, nó chiếu rọi hết cả cái con người của tôi vậy đó. Bởi vậy bây giờ hả, tôi là học theo cái tính hào hiệp trượng nghĩa của ông hiểu không? Ông bây giờ giống như là thần tượng của tôi vậy đó. Vậy hả? Ừ. Bởi vậy thôi, ông ráng giúp người đi nha. Bây giờ trường mình bình yên, ông không muốn hả? Muốn chứ. Đó. Bởi vì bây giờ phải cố gắng nỗ lực hơn nữa, mình chịu điện thoại mình rung dài bữa, hiểu không? Mà bà, có gì á bà giảng ra giúp tôi nha. Tôi còn phải học, với lại làm nhiều quá mẹ tôi nghi ngờ. Rồi, biết rồi. Mà nói nghe nè người anh em, mình á là mình giúp người, hiểu không? Mình hào hiệp trượng nghĩa, mà sao than giảng hoài vậy? Đâu có đâu, tôi cũng thích giúp người mà. Nhìn cái trường này bình yên, người anh em vui không? Vui chứ. Thì đó, ok. Giúp người, ok người anh em. Cái gì người anh em? Tôi mới nghe cái gì á? Rồi dài nữa. Ủa, hai người có yêu nhau thiệt không? Sao tôi thấy y như là hai thằng bạn thân vậy? Trời, đâu có. Cái đó là một cách thể hiện tình yêu riêng của tôi với Lạng Minh Long, đúng không anh yêu? Đó, bình thường tụi tôi thể hiện tình cảm là nó như vậy đó, không có phải giống như người bình thường. Ủa, mà bà hỏi vậy là sao? Ý là bà sỉ nhục tôi hả? Thì đâu có. Tại tôi thấy bà với Minh Long lạ quá thôi. Hay là hai người giả làm bồ bịch rồi lừa tôi chuyện gì đúng không? Trời ơi, chuyện bồ bịch á, ai mà đem giả làm gì? Mà Minh Long nè, chiều nay rảnh không? Chở Khánh uống trà sữa nha. Có cái quán trà sữa kia kìa, mới mở gần trường luôn, ngon lắm. Ok em yêu. Dễ thương quá à. Ê, trong lớp học mà hai người làm cái gì vậy? Ủa, bà còn đứng đây luôn á hả? Trời ơi, vậy mà tôi với Minh Long định tình cảm với nhau, bà đứng đây mắc cỡ quá à. Thì tôi đây. Hay gớm. Nè,
nó cục hoài. Nè nha, tôi nói cho biết á, mai mốt mà lộ ra hả là tôi không chịu trách nhiệm đâu. Thì tôi cũng đâu có muốn đâu. Thì tập nói dối đi. Ê, cho cục kẹo đi. Ăn đi. Không thèm. Sao nãy xin? Thì tôi đang tập nói dối mà. Bày đặt nói dối nữa ha. Vừa mới kêu một cái là thực hành liền vậy hả? Thì bà nói mà tôi phải làm liền chứ. Ừ, thì tôi nói. Nhưng mà ông nói với ai thì được, chứ cấm nói với tôi. Chứ không á thì... Ừ. Minh Long, ông giúp tôi với. Ông Minh á, ông bị mấy thằng đầu gấu trong trường á quýnh người kia kìa. Mày muốn đi đâu? Chưa xin phép tao mà muốn đi đâu hả? Tôi đâu có làm gì mấy ông. Nhanh lên. Vậy hả? Để tôi... Ông không có được, không có được. Sao vậy? Ủa? Ông Minh là gì mà Minh Long phải giúp? Ừ... Thì... Ông Minh là người yêu của tôi á. À... Ông Minh là người yêu của bà á. Nhưng mà cũng không được. Ông Minh bị đánh nhưng mà lỡ Minh Long của tôi ra can xong rồi bà vậy bà mét mẹ của Minh Long. Bà kêu là hả Minh Long đánh nhau rồi mẹ Minh Long đánh Minh Long sao đúng không? Ừ, thì tôi không mét. Tôi không mét đâu. Cũng không được. Bà không mét được này. Nhưng mà hả lỡ hai người kia trả thù Minh Long xong mà Minh Long phòng bị phòng vệ cái xong cái bà vậy bà mét nữa cái bị đánh nữa đúng không Minh Long? Đó. Thì bây giờ nếu mà ông đánh những cái người xấu á thì tôi đồng ý. Với lại á, ông thấy cái nào đúng á thì ông cứ làm đi. Tôi không có cản ông nữa. Rồi tôi cũng không có mét mẹ ông nữa đâu. Tôi hứa đó, cho nên bây giờ ông giúp tôi nha. Bà hứa rồi đúng không? Ừ. Đây đây. Đó. Người yêu của bà được cứu rồi đó nha. Nhớ là phải giữ lời hứa đó. Miễn sao làm việc tốt là được. Đập nó. Có sao không? Mày là thằng nào mà dám xen vô chuyện của tao? Đứng ra. Thôi mình đánh không lại nó đâu. Đi thôi. Có sao không? Liên Thanh. Ở đây là Liên à, người mà tôi nói với bà đó. À, chào Liên. Chào bà. À, tôi có nghe Bảo Thanh nói là bữa giờ bà bị biến thái theo đuôi hả? Ê, bà ráng mà giúp bà đi. Chứ cứ để vậy hoài á, bà cứ suy nghĩ lung tung, không có tập trung học hành được. Nhưng mà vụ này phức tạp lắm á. Tôi nói thiệt nha, mấy cái vụ mà liên quan tới biến thái á, tôi không có dám nhận. Tại vì biết không, thần kinh của mấy thằng biến thái nó đâu có bình thường đâu. Lỡ mà đang theo dõi hay là làm nhiệm vụ gì đó, gặp chuyện gì tôi không biết xoay sở sao. Với lại một phần á, nếu mà muốn an toàn thì phải chuẩn bị kỹ lưỡng nhiều thứ lắm. Rồi còn tốn kém nữa. Nên thành ra chắc thôi bà giúp tôi đi. Tốn kém bao nhiêu tôi cũng chịu hết á. Ừ, giúp bà đi. Nhà bà Liên không có gì ngoài điều kiện trơn trội á. Có khi có dừng. Vậy bây giờ Liên đừng có ngại gì hết. Có gì thì cứ kể hết cho tụi tôi nghe nha. Tôi là học sinh mới chuyển trường. Mà lúc nào cũng có cảm giác có người theo dõi hết trơn á. Người đó còn gửi thư nặc danh, rồi tán tỉnh với những lời lẽ biến thái kinh khủng lắm. Lần một, lần hai á thì tôi có thể xem nó như là trò đùa. Nhưng mà cái này nó lặp đi lặp lại quá nhiều lần đi, khiến tôi cảm thấy lo sợ á. Bạn tôi còn tưởng là tôi bị ma ám nữa. Xong kêu tôi đi gặp Bảo Thanh nè. Nhưng mà nó vẫn không buông tha, làm dữ hơn nữa kìa. Tôi sợ lắm.
đây là toàn bộ những gì nó đưa cho tôi nè. Tôi tính quăng rồi, nhưng mà nghĩ lại để làm bằng chứng nữa. Sao biến thái vậy? Công nhận là tên này biến thái thiệt. À, được rồi, tôi nghe bà kể hết rồi. Nhưng mà cái hộp này á, tôi giữ lại được không? Có gì về tôi sẽ điều tra thêm, coi là có suy nghĩ được ai không. Ừ, bà cứ giữ đi, bà ráng giúp tôi nha. Tôi cảm ơn nha. Nhớ là đừng có đi về khuya quá, có thông tin gì tụi tôi sẽ báo bà. Thôi tôi đi trước nha, cảm ơn hai ông bà nhiều. Cho nè. Không vừa. Tưởng thích lắm chứ. Thơm con heo con.